Thưa quý vị, Master Quốc Thanh là người bạn tri kỷ của ông Hoàng Cải Lương Hậu Quảng Vũ Linh. Có thể nói rằng nhờ Master giúp đỡ nên mới có một tượng đài nghệ thuật Cải Lương Hậu Quảng như ngày hôm nay. Khi những người thân yêu của Hồng Loan trong gia đình, bà nội, bác tư, ba đã từng người một rời xa cõi tạm bỏ lại Hồng Loan một mình. Nhưng may mắn thay, còn có má tư, bà nội của Hồng Loan đúng là khéo dàn xếp khi chọn má tư là người ẵm Hồng Loan về để hôm nay má tư thay thế mọi người bảo vệ Hồng Loan. Âm mưu và thủ đoạn của bộ ba Sạc Thành, Phượng Rùi và Sáo Bào đã bị má tư nhìn thấu từ lâu. Thế nên má tư và cố nghệ sĩ đã có những sắp xếp từ trước đó. Giao toàn bộ giấy tờ cho Hồng Loan cất giữ, để Hồng Loan sớm mà làm hồ sơ thừa kế khi ba qua đời. Kẻo bị hai mẹ con ác độc này gây áp lực, âm mưu thầu đám tang có thể đã được lên kế hoạch cụ thể từ trước. Phượng Rùi, Sáo Bào và Sạc Thành, mỗi người một nhiệm vụ, vơ vét được bao nhiêu thì vơ vét. Bởi họ hiểu rằng khi không có gì chút, tỷ lệ họ thua là 100%. Nếu mà đi kiện vì không thể hưởng được gia tài của cố nghệ sĩ, nên họ sẽ dùng cái đám tang này lợi dụng đó để mà kiếm tiền. Nguồn tiền sẽ đến từ tiền phủng biểu. Còn riêng ở cá nhân ông Sạc Thành, qua lời kể của má tư, chúng ta phát hiện ra một chuyện vô cùng chấn động. Đó là ông Sạc Thành từng mượn nợ của cố nghệ sĩ, nhưng ông ta không chịu trả. Thời gian đó, cố nghệ sĩ và Sạc Thành cũng thân thiết, nên cố nghệ sĩ đang ngại đòi, thế nên má tư đã đại diện đi đòi giùm. Không có tiền trả, nên Sạc Thành phải đành bán căn nhà trả nợ. Rồi từ đây, Sạc Thành đã tự tạo một câu chuyện nói rằng vì cố nghệ sĩ mỏng Sạc Thành này bị mất căn nhà. Ủa, mượn tiền không trả thì bị đòi là đúng rồi, mắc cái gì mà hận cố nghệ sĩ, để rồi canh lúc cố nghệ sĩ qua đời, lao vào ăn xác của ông như vậy. Kết hợp với người tình già và đứa con gái ngang hồng của mình, áp đảo Hồng Loan trong nhiều cuộc họp gia đình. Nói thiệt là ổng và bà Sáo Bào có dàn tình gì với nhau thật, nên ổng tự cho mình cái tư cách can dự vào chuyện riêng của gia đình người khác. Thật sự, ngoài cái danh nghĩa là dưỡng sáo, thì không biết ông già này lấy cái quyền gì để có tiếng nói trong gia đình của người ta khi đang bàn bạc về phân chia tài sản như thế. Đúng là cái thứ già dơ, ngã quyền lực, tự bịa ra chuyện vì cố nghệ sĩ mà Sạc Thành mất nhà, rồi từ đó biến đau thương thành nghị lực, rồi kêu gọi phủng điểu để bù lại số tiền khi xưa hay sao Sạc Thành. Còn về Phượng Rùi và Sáo Bào, làm ca sĩ, nghệ sĩ cái quái gì mà không có của ăn của để, lúc nào cũng lệ thuộc vào tiền bạc của cố nghệ sĩ, không biết lo tích góp, đã thế còn âm mưu cướp nhà, cướp quyền làm con của Hồng Loan, luôn mới ghê chứ. Nói nghe nè, có luật nào quy định cho bà Sáo cái quyền, tước quyền làm con của Hồng Loan hay không? Luật ngáo đá hay gì? Từng hành động của các người, má tư là người nắm rõ, thích kiện tụng thì lúc ra tòa, nhớ phải can đảm đổi chất với má tư nha. Và qua lần vạch trần sự thật này, má tư đã kể lại đôi chuyện về lúc chia tài sản, từ đó giúp cho những ai trước kia từng hiểu là má tư là thuộc phe của mẹ con Phượng Rùi, hiểu được nội tình bên trong. Má tư từng khuyên Hồng Loan rằng hãy bán miếng đất ở Thủ Đức đi, rồi chia một nửa cho cô Sáu và chú Bảy. Lời đề nghị này của má tư là có thật, nhưng mục đích thật sự của má tư hướng đến chỉ đơn giản đó là muốn Hồng Loan được yên ổn. Bên cạnh đó, muốn Hồng Loan được làm trọn đạo nghĩa với cô, với chủ của mình. Miễn sao Hồng Loan được toàn quyền bảo vệ căn nhà duy nhất hiện tại còn sót lại của cha mình là được. Còn mọi thứ về cuộc sống kinh tế của Hồng Loan, nếu không có chị Ni thì má tư cũng thừa sức lo cho con gái của mình. Ngày xưa, câu nói yêu cầu Hồng Loan bán đất để chia một nửa cho cô Sáu và chú Bảy của má tư từng bị Sạc Thành lợi dụng các ghép đăng tải lên mạng, khiến thời điểm ấy má tư từng vướng vào một nghi vấn là má tư đang theo phe của Phượng Rùi để tranh giành tài sản. Và hôm nay thì mọi thứ đã quá rõ ràng. Trên thực tế, chuyện gì tới thì nó cũng sẽ tới. Mẹ con Sáu Bào Phượng Rùi làm gì chịu một nửa của một nửa tiền bán đất. Con số này quá nhỏ đối với lòng tham của mẹ con này. Căn nhà trên dưới 100 tỷ mới là cái đích đến cuối cùng của hai mẹ con. Và những gì đang diễn ra thực tế đã cho chúng ta thấy lòng tham của bọn này là như thế nào. Và những hậu quả nghiệp báo mà bọn này đang nhận lãnh thực ra đã được má tư nhắc nhở từ trước rồi. Mà bọn này bị tiền che mắt nên đã mê muội không chịu quan tâm. Cụ thể má tư từng cảnh báo rằng ăn tiền người sống thì còn có cơ hội trả, chứ ăn tiền người chết thì coi chừng đời con, đời cha khổ tàn mạt. Và sẵn đó má tư còn gửi thêm một câu dằn thẳng mặt mẹ con Phượng Rùi Sáo Bào rằng hai mẹ con đó đừng qua mặt tôi, cái kiểu của tụi nó tôi nhảy mũi 100 đứa y như vậy còn được. Và hiện tại những kẻ ăn tiền trên xác chết đang dần dần trả báo rồi. Lấy ví dụ ở Phượng Rùi, tổng số tiền phúng điểu mà phía Hồng Loan đang thu thập được hiện có thể giúp Phượng Rùi nhận được một vé 20 năm tù.
có cha, có mẹ, có bà như vậy thì liệu Ruby sau này sẽ ra sao? Cái kết khổ tàn khổ mạc. Trong câu cảnh báo của má Tư, Thiết Nghị chỉ mới bắt đầu thời đó. Ngày xưa người giúp Hồng Loan được về với gia đình ruột thịt của mình là bà nội. Người đã yêu thương bảo bọc Hồng Loan là cố nghệ sĩ, vì hiện tại người thay thế nội và cha để bảo vệ Hồng Loan là má Tư. Hồng Loan là một thí dụ cho câu nói ở hiện gặp lành, đó mới là gia đình ruột thịt đó Phượng Rùi à. Suốt ngày sơ hở ra là Phượng Rùi cứ nói, gia đình ruột thịt Vũ Linh này kia kia nọ, rồi ruột thịt dữ chưa? Hãy thử nhớ lại bản thân của mình đã làm gì ở cái ngày cậu qua đời và ở những ngày cuối cùng khi còn ở trong căn nhà số 5 đoàn thi điểm. Hãy nghe đoạn chia sẻ sau đây để nhìn thấy mình đã khổ nạn ra sao với ân nhân của gia đình mình nhé, Phượng Rùi. Chuyện căn phòng. Lúc anh Năm mất, Hồng Loan là người tắm rửa thay quần áo cho anh để chuẩn bị tẩm liệm. Còn Phượng Rùi, lúc cậu mất thì không thấy Phượng Rùi chạy ra dành ôm cậu, hung cậu, tắm rửa cho cậu, thay đồ cho cậu để chuẩn bị tẩm liệm cho cậu vậy. Ai có mặt lúc đó, hãy cho khán giả của anh Năm biết mẹ con của nó đứng ở đâu hay là đã trốn mất tiêu vì sợ. Dù bệnh thập tử nhất sinh, vẫn không dám đi bệnh viện, dù sắp lìa khỏi trần gian nhưng vẫn muốn về nhà và mất tại nhà. Vì sao? Vì anh Năm sợ tụi nó lợi dụng anh Năm trong bệnh viện, ở nhà kiếm chuyện, chiếm đoạt nhà như đợt mất căn nhà từ đường. Sợ mình mất trong bệnh viện thì tụi nó sẽ kiếm cớ anh mất trong bệnh viện thì không được đem về nhà, mà đem anh Năm ra nhà tang lễ, rồi tụi nó sẽ làm đám tang cho anh ở nhà tang lễ. Linh hồn của anh sẽ vất vưởng ngoài đường, rồi tụi nó sẽ trấn yểm cho anh hồn phiêu phách tán. Như vậy là con gái của anh khỏi biết gì luôn. Tụi nó sẽ lợi dụng lúc tang gia bối rối tại nhà tang lễ, tụi nó sẽ sắp xếp người ở nhà làm thủ tục chiếm đoạt căn nhà. Nhưng mưu sự tại nhân, hành sự tại thiên, kế hoạch của tụi nó đã đổ bể. Đợt nào đó vào cái khoảng thời gian trước khi bọn nó bị đuổi, tụi nó đã tự chia phòng với nhau, phân định rằng cái phòng này là dành cho Kim Nga ở. Vì sao mà tụi nó cao cả thế, dành phòng này cho Kim Nga? Căn phòng đang đề cập chính là căn phòng của cố nghệ sĩ từng ở lúc sinh thời. Đơn giản là vì tụi nó sợ, sợ anh Năm từ lúc ảnh sống cho đến khi ảnh mất, có cho vàng, đố mẹ con nó dám ngủ trong phòng của anh Năm. Ngủ thử đi, tối về ổng lại lật giường bẻ cổ như chơi. Bà Tiên Ngựa từng livestream khoe rằng lúc anh Năm mất, tụi kia còn ở nhà thì phòng của anh Năm lúc nào tụi nó cũng đốt trầm thơm tho, phòng đó không ai được vào ngủ. Và ở đây vấn đề đã bắt đầu xảy ra. Trong những lý do đốt trầm, chỉ có một lý do dành cho tụi nó là dùng trầm hương để xua đuổi tà ma, tà khí. Phòng này anh Năm ở, anh Năm cũng mất tại căn phòng này. Anh Năm là người nhà của tụi nó, vậy sao tụi nó lại đốt trầm? Vì tụi nó phân định anh Năm mất thì sẽ thành hồn ma bóng quế. Đốt trầm vì tụi nó chê cái mùi hôi của người bệnh còn vương vấn lại ở trong phòng. Đốt trầm là muốn xua đuổi linh hồn của anh Năm. Sợ linh hồn của anh Năm còn ở trong nhà, trong phòng. Như thế sẽ thấy được những việc làm ác độc của tụi nó với con gái của anh Năm. Chỉ có con gái anh giờ đây bình yên ở trong căn nhà đó, vì con bé biết cha mình vẫn còn đó, vẫn còn nhiều điều chưa nói hết được với con. Bài viết vừa rồi được chia sẻ từ một người thân cận của gia đình Hồng Loan. Người viết đoạn chia sẻ này thuộc vai vế em của cố nghệ sĩ, nên có cách xưng hô gọi cố nghệ sĩ là anh Năm. Thưa quý khán thính giả thân mến, em dâu nghệ sĩ Tài Linh hé lộ, show diễn bên Pháp, bà bầu show đáp trả. Trong hơn 2 tuần cô cháu gái biểu diễn bên Pháp và bà bầu show Phượng Amina tổ chức nhiều show diễn, nhưng trong đó vào ngày 7 tháng 1 năm 2024, đây chỉ là một buổi tiệc sinh nhật của người bạn thân của nghệ sĩ Minh Tâm và Tài Lương đứng ra bao trọn gói, có mời bà bầu show và một số ca sĩ show đến góp vui. Sau khi hình ảnh nghệ sĩ Cải Lương Tài Linh cùng đứng hát và nhảy trong buổi tiệc, hôm đó có sự xuất hiện của cô cháu gái và cả chú sạc. Hình ảnh này nhanh chóng bị một số khán giả phát hiện ra và đã vào trang cá nhân của nghệ sĩ Minh Tâm hỏi vì sao hai vợ chồng ông lại thân thiết với cô cháu gái họ Lê. Ông cũng đã đến chính trên trang cá nhân của mình, đây chỉ là một buổi tiệc sinh nhật của người bạn. Vợ chồng ông đến tham gia không hề biết cô cháu gái là cháu của nghệ sĩ Vũ Linh và cũng đang ồn ào về drama trong gia đình. Suốt thời gian định cư ở hải ngoại, vợ chồng ông không hề biết gì cả. Sau bài viết của ông, cộng đồng mạng lại dậy sóng cho rằng phía bà bầu sâu và chú sạc đã đánh lừa khán giả. Và một người thân trong gia đình của Tài Linh cũng đã gọi điện hỏi thăm vợ chồng nghệ sĩ Tài Lương, cô biết rõ thực hư câu chuyện và đã chia sẻ như sau. Tại vì á, hai chị Tài Lương á, là em của chị, bên chị Tài Lương, em dâu chị Tài Lương. Hôm trước á, là bên em thấy bên ông Sở Thành á, là livestream lời nói là nghệ sĩ Tài Lương là nghệ sĩ lớn đón tiếp Hồng Phượng, nên là em thấy vậy bức xúc á, thì em có gọi qua bên Pháp cho anh chị. Thì anh chị nói là không hề, hôm đó là anh chị được một người bạn mời cách đó gần 2 tháng rồi, là mời cái tiệc đó là tiệc sinh nhật chứ không hề có một cái show nào hết. Mà thậm chí á, là Hồng Phượng, ông Sở Thành dẫn Hồng Phượng đến á, là để
để xin chụp hình làm kỷ niệm, chứ không, chị cũng không hề biết Hồng Phượng là ai luôn. Chỉ nghe cái đầu drama đó là nghe Hồng Phượng vậy thôi, chứ bà chị chưa biết mặt lần nào á. À, chứ rồi chị mới nói là em lo em lên mạng em nhờ người đến chính giùm, là anh chị không hề muốn dính vô cái đề drama này, mà cũng không hề biết Hồng Phượng là ai, mà cũng không hề diễn chung sân khấu gì hết, mà đó là một cái bữa tiệc sinh nhật của người bạn của anh chị Tài Lương. Dạ, bữa nay hôm chiều hôm qua là anh Minh Tâm anh gọi cho em, anh nói là em lên em đăng lên, em đăng tải lên đi, để hôm bữa giờ có nhiều người cũng như là nhắn tin và quấy rối nói là tại sao là anh chị lại đứng chung hát chung với ve như vậy, chung xô vậy. Nhưng mà thật sự là không phải. Dạ, em vẫn theo dõi ổng, em không dám, mà em không dám comment đâu vô, thì em sợ hay comment vô á là ổng chặn, là em sẽ không biết gì hết. Cho nên là em không có, em theo dõi thông tin ổng thôi. Thì em thấy ổng livestream nè, rồi mấy cái clip ổng đăng, cái poster mà ổng đăng lên là cái ngày 7 tháng 1 á, là cái đó là cái show, là ổng nói là show, nhưng thực tế ra là không phải là cái show. Nó là tiệc sinh nhật của một người em có chia sẻ một cái clip, em không biết em có gửi anh có cái clip của anh Minh Tâm, ảnh nói là hôm nay là bữa tiệc sinh nhật á, chứ không phải là cái show hát hết á. Dạ, ổng sạc, ổng like, ổng nói là chị Tài Lương là nghệ sĩ lớn rồi, chào đón Hồng Phượng qua thế này kia rồi đó anh. Chứ thật ra là cái bữa đó là không có poster gì hết. Em hồi hôm qua, chiều hôm qua em có hỏi Minh Tâm là thế thì có, ổng có đăng cái poster như vậy mà có hay không, anh Minh Tâm mới nói là không hề có cái poster nào hết, đó là cái tiệc sinh nhật, cho nên là đâu có poster gì đâu. Cái nhà hàng là ở cái quận đó, là cái anh này là anh làm, mà anh tổ chức sinh nhật này là ảnh làm chính quyền bên Pháp á. Ừ, thì ảnh mới mời những cái người quen biết, là trong đó là cũng có mời ông Sạc Thành luôn đó. Thì bữa hôm đó là cái show diễn ngày 31 á, thì có thiệt là cái show diễn là giống như cái quán gì đi, thì cái đó là có thiệt. Thì còn cái show diễn ngày 7 mà ổng đăng lên, ổng làm poster lên đó, là thật sự ra đó là không phải là cái show, mà là cái tiệc sinh nhật. Thì chị Tài Lương chỉ nói là đang ngồi nè, thì ông Sạc Thành dẫn Hồng Phượng tới xin chụp hình, cái tin nhắn mà anh Minh Tâm gửi qua cho em có đăng lên đó. Dạ, ổng tới ổng xin chụp hình thì bắt buộc người ta cho chụp hình thôi, còn việc ổng đăng như thế nào bên trang ổng thì thật sự chị Tài Lương với anh Minh Tâm Tài Lương không hề biết gì hết. Tháng 10 ảnh về nước, ảnh chỉ về nước với chị Tài Linh á, thì là ảnh cũng nói em là bên đó người ta cũng xôn xao cái vụ này, là cũng như là bên bà Sáu này là sai hết rồi. Ổng không biết mặt Hồng Phượng, ổng chỉ nghe, anh hiểu không, anh chỉ nghe thôi, ổng chỉ biết bà Sáu và Hồng Nhung nữa thôi, chứ còn Hồng Phượng là ổng không có biết. Thì ảnh chỉ qua định cư bên đó 4 mấy năm rồi. Chị nói bữa giờ có nhiều người nhắn tin chửi anh chị quá trời luôn. Em là em theo dõi từ cái đầu, từ cái ngày mà Vũ Linh nghệ sĩ Cố Dịnh mất á, thì em thấy từ cái ngày đầu mà Hồng Phượng dắt Hồng Loan lại mà công bố nó là con nuôi là em đã không có đồng tình rồi. Từ đầu tới bây giờ là em ít có khi nào em tham gia những ngày, nhưng mà em thấy cái này là quá đáng. Có nghĩa là bây giờ thậm chí càng ngày càng đi sâu là thấy kinh khủng thật. Tại vì á, thật sự ra anh biết sao không, là em có điện qua em hỏi là ở như là tại sao mà em thấy là ông Sạc Thành đăng lên nói là anh chị hát chung với con ve như vậy. Thì anh nói là anh không hề, cái ngày bữa tiệc hôm đó là bữa tiệc sinh nhật, anh đã được mời cách đó gần 2 tháng rồi à, chứ anh không hề biết là cái hôm đó là có ông Sạc này nọ. Đầu khi đến tiệc sinh nhật thì mới biết ra, thì ông Sạc có dẫn con ve tới để mà xin chụp hình đó. Anh chị là chỉ tư cách là khách mời thôi. Tại vì bữa đó là cái tiệc sinh nhật mà, đâu phải là cái show gì đâu. Đó là anh chị được người em đó là mời đến. Thì anh trong cái clip anh Minh Tâm có gửi cho em á, là clip anh Minh Tâm có nói là hôm nay là sinh nhật 60 năm của người em đó.